Chào bác, như hôm nay cửa hàng Hoa Trang lên clip giới thiệu các bác một lô máy bơm nước Nhật bãi và con máy thổi lá Nhật bãi nhá. Lô máy này rất là đẹp luôn này, vừa dọn lên cho các bác nhá. Đây em sẽ có 3 con máy bơm nước này, hàng mini xách tay cho các bác tưới hoa màu, tưới ruộng, ao vườn. Các bác đang cần một con máy mini nhá, mà xài những cái vùng không có điện hay các bác di chuyển ra ngoài đồng ruộng các kiểu này, hay là tưới rau, tưới hoa màu mùa đông thì rất là tiện lợi này. 2-3 con máy này trọng lượng 5 kg, siêu mini. Và có con máy thổi lá cầm tay nhé, cho các bác dọn dẹp sân vườn, quét xung quanh vườn nhà các bác nhé. Rồi, xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy ngày hôm nay. Thì đầu tiên bác nào xem clip thì nhớ vui lòng cho em xin like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Số điện thoại cửa hàng là 0976 123 320 các bác nhé. Đó, thì đầu tiên ngày hôm nay thì em giới thiệu các bác con máy thổi lá cầm tay nhé. Con này đến từ thương hiệu của Tanaka này, mã của nó TRB24EAP các bác nhé. Máy được trang bị suất là 24cc, nòng 33 ly, máy cực kỳ đẹp nhá. Hàng Tanaka, hàng này thì được trang bị chụp giật là trợ lực nhỏ nhá. Con này là máy động cơ 2 thì nhá, xăng pha nhớt. Các bác nào muốn tư vấn thêm về những dòng máy thổi lá thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 123 320. Con này sức gió của nó là 400 km/h cho các bác nhé. Trọng lượng máy là 4 kg, chạy thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đó, máy thì nó còn về còn đoạn ống này các bác nhá. Đấy. Rồi, con này thì giá của nó là 1.700.000, bao phí ship cho anh em nhé. Máy thì con này các bác dọn dẹp xung quanh vườn nhà các bác, làm bảo vệ các kiểu, trường học các kiểu rất là tiện lợi các bác nhé. Máy này đẹp keng này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Các bác nào về cầu kỳ hơn các bác độ lại cái ống này nhá. Ống này các bác thay ống tiền phòng cũng được. Đây ống zin theo máy như này các bác nhá. Các bác quấn lấy cái tí băng dính ở đây, vận hành thì thoải mái luôn. Hàng bãi mà. Bẻ vỡ một tí không sao cả. Đấy. Rồi, con này giá của nó 1.700.000 thôi, bao phí ship, động cơ 2 thì sang hóa nhớt, chụp giật chậm được này các bác này. Nhét nổ rất êm luôn các bác. Rất mạnh luôn các bác. Rất êm luôn nha các bác nhé. Rồi, tiếp theo thì em có 3 con máy bơm mini cầm tay, rất là đẹp nhá, đều là đến từ thương hiệu Mazu Zangma, một cái thương hiệu mà phải nói là cực kỳ nổi tiếng luôn. Máy thì đời cao, phụ tùng cực kỳ dễ dàng tìm, và đặc biệt thì máy chạy cực kỳ chất nhá. Thì cái hàng này thích hợp cho các bác tưới tiêu, hoa màu, hay là các bác đang cần một con vùng không có điện, các bác mang ra ruộng vườn các kiểu này. Đấy. Thì con đầu tiên nhá, con này thì ốc áng 7 màu hết, máy thì zin nguyên bản từ A đến Z cho các bác hết nhá. Được trang bị động cơ là Mazu Zangma 26cc 34 ly, chế đang trang bị chế Onboro, cực kỳ loại xăng, cực kỳ dễ dàng vệ sinh các kiểu nhá. Máy cực kỳ đẹp luôn. Về cái động cơ của nó nhá, về thông số kỹ thuật của bơm, con này họng ra họng vào là 34 nhá. Đấy, họng ra vào 34. Lưu lượng nước là 115 lít trên phút, cột áp của nó là 35m. Bơm Mazu các kiểu này, đó, zin đồng bộ hết cho các bác nhá. Như con này giá của nó là 1.700.000, bao phí ship nhá. 1.700.000 bao phí ship, máy rất đẹp luôn. Trọng lượng máy chỉ 5kg thôi. Các bác nào có tuổi rồi hay là mua về ra ao vườn các kiểu này, rất là tiện lợi luôn này. Rồi em tiếp thủ con này cho bác luôn. Máy móc thì bao vận hành trơn tru cho bác nhá. Rất êm luôn. Đấy, ốc áng 7 màu này. Con số 3, con bơm Mazu, con này thì quá đẹp luôn này, hàng như kiểu hàng thiếu thùng nhá. Con này thì máy thì sẽ được trang bị chụp giật trợ lực hồi này, thích hợp cho bác là có tuổi rồi hay cánh chị em phụ nữ nhá. Đấy, máy rất đẹp luôn. Về thông số kỹ thuật thì nó như nhau thôi, của đáp 36m, 115 lít trên phút nhá. Con này thì máy sáng cực kỳ xuất sắc này, máy như kiểu hàng thiếu thùng luôn. Máy móc thì bên em bao các bác là dọn con này cành đào hết rồi, về cứ thế sử dụng thôi. Con này thì giá là 1.800.000, bao phí ship nhá. Dép nổ này, em chơi là toàn chơi hàng lựa nhá, hàng đời cao cho các bác nhá. Những con máy này các bác về vận hành nhá, nó rất được trơn tru. Quá êm luôn, quá êm luôn các bác nhá. Những con máy này các bác về sử dụng nhá, nó thời gian, nó tuổi thọ rất là lâu, bao các bác dùng đến chục năm luôn nhá. Máy đời cao, máy đẹp, hàng cực kỳ đẹp, xuất sắc luôn nhá. Hàng như trong thùng luôn, 95% phải chê nhá. Đấy, con này giá 1.800.000 bao ship nhá. Rồi tiếp theo con cuối cùng này, cũng có con Mazu cực kỳ đẹp này, nó tuyển 3 con này. Con này ui, cái bình xăng nó như trong tranh luôn nhá.
Các bác nào mình thợ mình mua về con này về thì lụm lúa luôn, quá đẹp luôn này, xuất sắc nha. Con này thì cũng thế thôi, 115 lít trên phút của áp 36m nhá. Máy thì khỏi chê rồi, đẹp xuất sắc. Hay động cơ đều là 26cc 34 ly nhá. Đấy, em test nổ luôn con số 3 cho các bác nhá. Test nổ luôn này. Con này giá 1.8 triệu bao ship cho anh em. Đây giờ này, tươi, quá đẹp luôn. Quá êm luôn nhá. Quá mượt luôn. Quá ngon. Ok. Đó, em xin phép kết thúc cái clip tại đây. Anh em có tờ sản phẩm thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng nhé, là 0976123370. Bác nào xem clip thì nhớ cho em xin một nút like các bác nhé. Bác nào thấy hay thì các bác chia sẻ giúp cửa hàng các bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chào tất cả mọi người.